Cảm ơn quý vị đã trở lại cho phần cuối cùng điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối một bản tin xã hội, thưa quý vị, hành khách tiểu trên sàn máy bay vì không được sử dụng toilet. Vâng, sự việc này là xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Wizz Air của Hung Gia Lợi. Một hành khách đã ngồi ngay xuống sàn để đi tiểu sau khi được cho biết là cô không thể sử dụng toilet trong lúc máy bay đang nạp nhiên liệu. Đoạn video ghi lại cảnh nữ hành khách đi tiểu ở góc tường trong khi đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Và quanh hành khách này là thấy có những cuộn giấy vệ sinh và một vũng nước tiểu linh láng. Đây là một chuyến bay từ London đến Warsaw mà đang chuẩn bị hạ cánh. Và báo cáo cho biết là máy bay đang nạp nhiên liệu và hành khách không được phép sử dụng toilet. Nhưng mà tuy nhiên thì người phụ nữ tuyên bố là cô buộc phải xả nước ở khu vực mà các tiếp viên thường chuẩn bị đồ ăn. Và trong video thì người phụ nữ đã kéo quần lót và cạp quần xuống đầu gối, nói với ai đó trên điện thoại là bạn phải giúp tôi trước khi chuyến bay hạ cánh. Tôi đang đi tiểu trên máy bay. Tôi hỏi họ là có thể sử dụng nhà vệ sinh không. Họ nói là tôi không thể sử dụng ngay bây giờ, cho nên tôi đang đi tiểu ngay chỗ bếp trước mặt họ. Và không chút lo lắng thì cô nói tiếp là cảnh sát đang đến vì đó là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, được biết là lúc cất cánh và hạ cánh là những cái thời điểm phải nói là rất là quan trọng trong vấn đề an toàn của một phi cơ, thì thậm chí có khuyến cáo nói là đừng có nên ngủ khi máy bay cất cánh hay là hạ cánh để mà giữ tinh thần tỉnh táo và có thể phản ứng kịp thời nếu như cần. Thế mà phụ nữ này lại gây rối loạn trong lúc hạ cánh thì thật là phải nói là một cái chuyện không có đúng. Thì tại vì cô này Bích Trâm thấy là một phụ nữ trưởng thành chứ có phải là con nít đâu mà bảo là không thể nín được. Thì anh Khắc Hành nghĩ tại sao cô ta lại làm cái chuyện này, thì có phải là cốt gây sự chú ý một cách rất là vô lý hay không anh? Ở đây bởi vì có một cái cô là cái cô phóng viên, khi mà cô đưa cái tin này cô trình bày một cái cách rất là lẫn lộn, làm cho rất là nhiều người là lầm lẫn, không biết là cái chuyến máy bay này nó sắp cất hạ cánh hay là nó sửa soạn nó cất cánh. Thì có lẽ chúng ta phải tham khảo nhiều cái tin khác thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chiếc máy bay này nó chưa bay, nó vẫn nằm ở phi đạo để nó đang tiếp nhiên liệu. Thành ra mới có cái chuyện này nó xảy ra. Thì phải nói tại sao chúng ta phải nói cái chi tiết này, bởi vì đây là một cái chi tiết nó quan trọng để mà cảnh sát đánh giá cái hành vi của cái người nữ hành khách đó. Trong cái tin mình thấy cái người nữ hành khách là một cái người trưởng thành, mặt mày cũng sáng láng lắm, và cô ta lúc nào cũng nhận được là mình là hoàn toàn sai trái chứ không phải là không, và cô ta nói rằng cô ta chịu không được, không thể nhịn được. Thì có lẽ đây là cái chuyện mà chúng ta nói là túng thì ăn vụng, đói ăn vụng túng làm liều. Túng đây là bí, là không thể chịu nổi đó, bởi vì thực tế thì nhiều người, nhất là phụ nữ đó, vì cái thể chất đặc biệt đó, họ thường thường mang một cái chứng bệnh gọi là bàng quan nhạy cảm đó. Họ thường xuyên đi toilet và mỗi khi mà cần đó thì họ không có chịu được. Thành ra có lẽ vì vậy mà họ mới có những người không thể chịu đựng nổi, thành ra cũng phải làm liều như thế. Và lại ở đây không phải là cái lỗi riêng của cái bà này, mà tôi thấy hình như là đây cũng có một phần lỗi nào của cái hãng máy bay. Bởi vì nếu khi mà hãng máy bay chưa có sẵn sàng và những cái tiện nghi của trên máy bay chưa thể sử dụng được thì có lẽ là không nên để cho hành khách lên được. Bây giờ mình cứ thử tưởng tượng như thế này, trong cái thời tiết mà bây giờ nhiều khi nó lên tới 40 độ C, tất cả 100 độ F như thế này, mà nếu bây giờ máy bay chưa sẵn sàng mà bây giờ cứ cho hành khách lên thôi mà chờ đợi 15, 20 phút, 30 phút mà máy lạnh không thể mở được thì chúng ta có thể chịu nổi hay không? Thành ra đối với cái chuyện trường hợp cái bà hành khách này, có lẽ là bởi vì cái tiện nghi như cái restroom của máy bay không sử dụng được, thành ra bà đành phải không thể nào có cách nào khác là làm như vậy. Thành có lẽ là bà cũng đáng được hưởng vào cái trường hợp thông cảm. Thế nhưng mà tôi thì cứ nghĩ rằng là tại sao bà không trình bày với những cái cô tiếp viên, chắc chắn là họ có cả chục cách để mà giúp cho bà. Thành ra nói gì thì nói thì bà này cũng vẫn là một cái người hành xử nhưng tôi sai quá.